Tâm, Sài Gòn Berlin. Chắc là mọi người còn xa lạ với bộ môn bóng cổ, nên là Trung Tâm đã quyết định là sẽ quay clip để giới thiệu bộ môn này cho các mọi người, để cho mọi người có thể hiểu sâu hơn bộ môn này. Thì thường trong cái bóng của mình sử dụng